Xấu của em á là như say xỉn thì hay không? Ủa có hay say xỉn lắm hả? Nhân viên kinh doanh là chị. Ngọng dữ lắm hả? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, bạn nữ em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị, em chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn. Em chào cả khán đài. Em là Minh Tuệ, hiện là 25 tuổi và quê ở Phù Cát. Ở đâu? Bình Định. À, Phù Cát, Bình Định. Em vào đây lâu chưa? Em vào thành phố Hồ Chí Minh là khoảng tầm 5 năm chị. 5 năm. Hiện giờ mình đang làm công việc gì? Em là nhân viên kinh doanh của công ty phân bón. Rồi, bạn nam. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào cô hàng xóm, chào quý vị khán giả. Em tên là Trương Văn Trai. Em 26 tuổi, quê ở Bình Dương. Hiện tại em đang công tác tại đơn vị Thừa Phát Lại Vĩnh Long. Em phụ trách tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Bình Dương với Bình Định. Dạ. Làm nghề Thừa Phát Lại là sao bạn? Dạ, căn cứ vào nghị định 161 với nghị định 135 thì chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Thừa Phát Lại thì Thừa Phát Lại là 4 cái chức năng. Thứ nhất là lập vi bằng, thứ hai là tống đạt các văn bản của tòa án và cơ quan thi hành án, thứ ba là xác minh điều kiện thi hành án và thứ tư là trực tiếp thi hành các bản án quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án. Được, cán bộ thuộc bài. Thuộc bài quá. Nghị định số mấy luôn. Rồi bạn nữ bên kia, nói nhiệm vụ cụ thể của bạn là gì? Người ta bán thuốc, người ta chăm sóc sức khỏe con người. Còn em là bán phân chăm sóc sức khỏe cây cối anh ơi. Phòng kinh doanh thì giao tiếp khách hàng rất là nhiều. Mà không lẽ không có chàng trai nào tới mua phân bón mà đẹp trai thật ấy. Giao tiếp với cây với đại lý là nhiều hơn so với giao tiếp với người anh. Cũng phải có người đại diện chứ, sao cây nó tự giao tiếp được. Đa số toàn là bác nông dân chứ có ai nói anh nông dân đâu, ít lắm. Thì đó là vậy. Mình giới thiệu về mình một chút xíu về năng lực của mình. Điểm yếu của em là em nóng tính vậy. Tức là ai mà không có hợp ý em á, hoặc là nói chuyện với em mà kiểu mà nói vô văn hóa, thì em rất là nóng và em nóng là em nói lại ngay. Còn điểm yếu gì nữa không? Xấu của em á là như say xỉn thì hay không? Ủa có hay say xỉn lắm hả? Nhân viên kinh doanh là chị. Nhậu dữ lắm hả? Không, nhậu cũng không dữ lắm, nhậu ít chứ mà lại hay đi nhậu. Nhậu thường thường mấy chai là khóc? Dạ, 4 chai trở lên là bắt đầu khóc rồi. Khóc là khóc chuyện gì, có gì khóc? Không có thể khóc vô duyên vậy thôi chị, chứ không có chuyện gì hết á. À, có nghĩa là nhậu xỉn rồi khóc vậy thôi. Dạ. Trời đất ơi. Đó, điểm yếu nhất rồi nha. Cứ bữa nào mà giận gì là cho nhậu vô là khóc. Thằng trai thấy sao? Bên kia nói về hợp ý mình không? Nhậu thì có cái nhậu thôi anh. Tánh nóng thì em thì hiền chứ không có nóng. Rồi, vậy dễ, bằng kia nóng bằng hiền thì tốt. Chứ bạn mà nóng nữa banh cửa bên nhà luôn à. Cái tật xấu của em là hay nói nhiều thôi. Nói riết mà người ta nhức đầu luôn. Thôi rồi. Thầy thiệt gì đàn bà nói với ai đàn ông mà nói nhiều dữ vậy? Mỗi lần em vô cơ quan thì nói thôi anh trai vô rồi nhức đầu lắm. Rồi, đó coi chết rồi. Cơ quan chịu nổi, vợ lấy gì chịu nổi trời. Ủa em có hay nhậu không? Dạ nhậu mà ít lắm chị. Em nhậu vô ít lắm. Cười hả? Nhưng mà có cái nhậu vô thì nó ói thôi. Cái tật xấu có tật xấu vậy thôi chứ. Vậy thôi hả? Thôi ưu điểm có gì? Dạ, ưu điểm của em thì không biết hút thuốc nè. Uống rượu thì biết chút ít. Lăng nhăng thì chắc không có. Mình có mấy mối tình rồi em? Từ hồi học cấp 3 tới hồi sinh viên thì có được 2 mối tình rồi chị. Tình đầu thì chỉ đơn phương thôi. Rồi đưa đi học rước về, rồi đưa đi học viết, rồi đưa người ta đi lấy chồng luôn. Hay quá, đưa hay quá. Rồi còn hồi sinh viên thì 4 năm đại học thì mình quen vậy rồi. Cái khi ra trường thì tại xa quá. Cái từ từ rồi cái cũng mắc luôn. Nó chưa có gì sâu đậm đúng không? Bây giờ bạn muốn tìm một bạn gái như thế nào? Bạn gái của em thì đơn giản thôi. Hiền, vui vẻ, biết chia sẻ. Vậy thôi. Em thích người bạn trai như thế nào? Em thích đầu tiên là về ngoại hình. Thì ngoại hình là phải cao, trên 1m7. Ủa mấy cô không cao mà cứ thích bạn cao. Cao thì mới thích cao để thay đổi thế hệ sau chứ ạ. Cái thứ hai nữa là có nụ cười tỏa nắng. Tức là cười tươi á. Cái người mà lúc nào nhìn vô cũng thấy giống như nụ cười nó hiện diện trên môi á chị. Lúc nào không cười hoài coi chừng bị bệnh à. Bên đây là cười thoải mái luôn á, cười từ sáng đến chiều đó. Đó là có tỏa nắng không? Lên cười có tỏa nắng không anh? Tỏa sống luôn. Cười tỏa nắng em định hình giống như Ngô Kiến Huy á. Ngô Kiến Huy hả? Dạ. Này Ngô Kiến Lửa. Rồi sao nữa em? Còn về tính cách thì là nói nhiều thì được. Con trai nói nhiều thì thật ra cũng vui chứ không? Ủa vậy là thích đó hả? Dạ. Mừng quá. Yêu cầu cũng cao quá ha. Phải hơn 1m7 ha. Tôi qua tôi coi yêu cầu sao. Đứng đo cho anh coi 1m mấy. Này 1m4 à. Rồi. Này là cũng được. Nhiều. Dạ. 1m69 được không? Được. Được anh. Tại sao muốn giống Ngô Kiến Huy? Nụ cười của Ngô Kiến Huy nó có duyên lắm anh. Mà nó dễ gần lắm.
phải không? Dạ. Anh này cười chắc cũng giống giống như cười hoài luôn vậy đó, nãy giờ cười suốt luôn rồi đó. Ngồi dưới lửa hả? Dưới lửa. Không thích gì ở người đàn ông? Không thích là không thích đảo thuốc. Thứ hai nữa là nóng tính mà có thể gây đến vũ phu. Bên đây không có nóng tính, hiền khô à. Mà có vũ phu. Có vũ phu không anh? Không, đây có vũ phu, bên đây có vũ nữ. Vũ nữ cũng không được anh. Sao không được? Ban đầu biết đâu gồng quá rồi về nhà bung lụa sao anh? Được, được, được. Anh à, nãy giờ nghe nói không? Dạ. Có vũ phu không? Dạ không. Vũ nữ bung lụa không? Dạ không. Xác định giới tính chưa? Men, men, men. Bây giờ còn điểm nào em không thích ở người bạn nam? Đầu hói không thích. Chỉ một cái điều đó thôi. À, hô em cũng không thích lắm. Tại vì em cũng bị rồi. Mà giữa hô với hói là chọn hô không chọn hói. Dạ. Đúng không? Giữa hô với hói, chọn hô không chọn hói. Ở đây có hói không có hô. Em đâu có hói đâu vậy? Thôi tôi hói không ơi, bằng tôi hói à. Được. Đã, khi nào mình tiến tới hôn nhân được em? Dạ thì quan trọng bên bạn nữ thôi. Em thì chắc cũng từ từ tìm hiểu chị. Khoảng bao nhiêu lâu? Thôi thì ra duyên anh cưới em luôn. Nhanh dữ vậy? Thì... sao chuẩn bị kịp? Dạ đâu có gì đâu, không kịp chị. Có đủ hết rồi. Có cái gì mà đủ hết rồi? Kinh phí thì chắc cũng ổn ổn rồi. Ổn ổn rồi ha. Tự lo hay là gia đình lo phụ? Dạ thì cũng mình cũng có một chút là gia đình có mụ thêm. Rồi. Lấy nhau về là mình định ở đâu? Dạ thì theo công việc của bạn nữ đó thôi. Thì em công việc em cũng ở thành phố Hồ Chí Minh mà hiện tại thì em đi đi về về. Mình có làm dâu gì không? Dạ không, thì có ở nhà có mẹ với em không thì đâu có làm dâu gì đâu chị. Điểm nào em không thích ở người bạn gái? Còn bạn gái thì em không thích là cao hơn em. Đâu em đứng lên chị coi. Cao nhiêu? Em cao 1m67 à. Rồi ông Linh nói thách 69. Mà phải nói thêm cho đàn trai chứ. Đẹp trai lắm, được á. Cười là tỏa nắng, rực nắng luôn đó. Hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ em. Ồ, có mẹ hả? Rồi chào cô. Dạ chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Dạ. Chào mấy vị quý vị khán giả. À, cô thấy bạn gái bên này như thế nào hả cô? Cô thấy có cháu gái này thì cũng xinh cũng đẹp. Nhưng mà không biết là hai đứa tìm hiểu có được hay không. Dạ. Nếu mà được thì cô cần mừng. Cô muốn có mấy đứa cháu? Giờ thời buổi giờ có cháu nhiều chi cực. Chừng hai đứa thôi. Cháu trai cháu gái? Trai gái gì cũng được. Nhưng mà nguyện vọng của cô thích gái hơn thích trai. Ồ. Em có câu nào muốn nói chuyện với bác gái không? Em trao đổi với bác gái vài điều đi. Công việc của con là nó hay đi. Mà bản chất của con cũng rất là thích đi du lịch nữa. Cái mục tiêu của con là một quý con sẽ đi du lịch một điểm. Tức là con rất là hay di chuyển. Thì không biết là cái này là phía người lớn mình có ngại về chuyện này không ạ? À? Không, hình như là cô cũng có cái phao, cái máu đó. Vậy dắt cho cô đi với, lâu lâu dắt cho má đi theo với nhau. Vậy nếu được là cả gia đình mình đi du lịch cô hả? Đúng rồi, cô cũng có cái phong trào mà đi du lịch đó. Nên cô không có phản đối cái vụ đó đâu. Dạ. Thấy không, thấy má quá xuất sắc không? Quá là dễ luôn, đâu có gì đâu, ái ngại, đâu có lo lắng gì đâu. Dạ. Rồi hôm nay mình đi, có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ là có hai đứa em. Em ruột hả? Dạ em họ. Em họ. Rồi chào hai em. Rồi em nhận xét anh trai bên kia như thế nào? Dạ, ảnh hiền mà dễ thương lắm chị, bấm nút đi chị. Trời ơi, chưa có phân tích gì là vậy thôi á. Ngắn gọn vậy thôi đó hả? Dạ ngắn gọn dễ hiểu thôi chị. Gọn gì được rồi, cảm ơn cả nhà. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bên gặp mặt ha. Kéo màn. Dạ anh chào anh. Không biết nói gì nữa. Cảm nhận về bạn gái lần đầu tiên gặp mặt thế nào? Em thấy anh sao? Trời đất ơi. Thấy bạn gái thế nào? À, dễ thương. Tính tình cũng quyết đoán lắm ha. Dạ em cảm ơn anh. Em thấy anh sao? Anh hiền, đẹp trai. Nụ cười cũng tỏa nắng giống như anh Quyền Linh nói. Nói đâu có xa, rực nắng luôn. Dạ. Vậy. Anh có hay đi du lịch không? Tại vì cái thời gian của anh cũng kín á. Cái phụ thuộc bên tòa án với bên thi hành án thì nó ít có thời gian hơn. Nhưng thì nghĩ chỉ được có thứ bảy với chủ nhật thôi. Lên kế hoạch thì cũng đi gần gần thôi. Ví dụ như đi ra Vũng Tàu thì được. Vậy giờ hiện tại em đang làm Quy Nhơn mà lỡ yêu nhau thì sao? Ở Quy Nhơn luôn hả? Dạ. Không sao, xa nhau chỉ là thử thách thôi. Ví dụ như mình kết hôn rồi thì công việc em có luân chuyển về đây được hay là ở ngoài đó luôn? Em thì em rất là thích di chuyển. Nên là nếu như mà công việc em có thể thiên chuyển được thì em vẫn thiên chuyển bình thường. Chứ em không có nhất thiết phải cố định một chỗ nào hết.
Bây giờ nói một câu tỏ tình nào đó để bạn gái có thể tiến tới bấm nút. Em hát bài được không anh? Được. Nhìn thẳng mặt bạn gái hát kìa. Từng đêm anh mơ mơ có em trong đời, dù đời ta đã cách hai phương trời. Từng đêm anh mơ những chiếc hôn ấm nồng và vòng tay ấm ấm của em. Em yêu dấu hơi, anh đang bối rối vì tim anh đã thuộc về em. Em yêu dấu hơi, xin em hãy hứa tình đôi ta mãi không phai nhòa. Giờ đây anh chỉ biết mong em nhớ em, từng dòng thư xanh đầy ấm yêu thương khát khao. Dù tình đôi ta còn lắm ưu tư muộn phiền, những đôi tim đã hòa chung nhịp yêu thương. Chuyện tình đôi ta còn trôi lăn đan giữa dòng, đừng buồn nghe em và hãy luôn luôn vững tin. Rồi ngày mai đây bờ bến yêu thương ngọt ngào sẽ chào đón đôi ta trở về. Rồi, bạn gái có muốn nói đáp lại gì với bạn trai không? Em nghĩ anh là người sống nội tâm, và em hy vọng là vậy. Rồi, hết thời gian. Chúng ta tiến hành bấm nút. Ba hai bạn để tay vào nút bấm. Ba tiếng đếm để quyết định có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Một, hai, ba. Rồi, nắm tay đi bạn. Đấy, đây là những cái vé xem phim. Các bạn sẽ có thời gian để tìm hiểu kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, trên các hệ thống của áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Nghĩ mà bây giờ đến thời buổi này mà còn quan niệm mà tuổi phải bắt buộc hợp với nhau thì... Bây giờ mà Thình với Tị chỉ có Kỵ Long Dương thôi, cái Kỵ gì vậy? Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ thừa thắng xông lên tiến đến cặp đôi thứ hai xem họ có đồng ý hay không nhé các bạn. Hạ Màn, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình đi. Dạ, xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên Ly Thị Thanh Tuyền, năm nay em 27 tuổi, hiện đang công tác tại Ủy ban dân phường 14 quận Phú Nhuận với chức vụ là phó bí thư đoàn phường. Quá dữ. Quê mình ở đâu? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào quý vị khán giả và anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là Nguyễn Văn Khoát, công tác tại công ty dược Hậu Giang. Bạn làm công ty dược nhưng bạn cụ thể làm ở phòng nào? Dạ em làm bên sale ạ. Sale. Tất cả các loại dược ha, dược Hậu Giang rất là nổi tiếng. Quê phát ở đâu? Dạ em ở Đồng Tháp chị ơi. Rồi hiện nay là mình đang ở đâu? Ở nhà của công ty ạ. Ở quận 7 ạ. Điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì? Điểm mạnh của em á, em biết hát, cũng biết nấu ăn, nhưng mà do tính chất công việc á thì em cũng hay đi nhiều nên cũng chưa có cơ hội nhiều để nấu. Em cũng biết theo chanh rồi móc len. À, giỏi vậy đó hả? Phụ nữ vậy là quá tốt rồi. Còn điểm yếu còn của điểm mình? Còn điểm yếu là của em á, thì đôi khi thì em cũng còn hơi nhút nhát. Với lại khi mà gặp bạn khác giới thì hơi bị khớp. Nên mình làm việc đoàn, mình làm việc đoàn rồi này kia đó. Dạ, mình phải giảng dĩ chứ. Có lúc thôi, nhưng mà nhiều khi gặp cái đối tượng của mình thì mình lại rụt rè, bị hơi gượng xíu. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức là có 2 mối tình đơn phương. Người là em hồi đó học chung trường cấp 2 với em, còn một người là do đi sinh hoạt đoàn chung á, rồi cũng quen cũng cách đây 7 năm rồi. Mới vừa Tết vừa rồi thì em có viết thư với lại làm sô cô la tỏ tình á, nhưng mà ảnh không có chấp nhận, ảnh nói là chỉ xem như bạn bè thôi. Mà thích 7 năm rồi bây giờ mới tỏ tình? Dạ, để gì làm... 1 năm 2 năm được thôi, đi kiếm thích anh khác chứ làm gì để tới 7 năm mới tỏ tình rồi để người ta từ chối. Dạ, khi chắc tính em hơi bị chung thủy như vậy. Thôi đó thôi. Mà cái lần tỏ tình đó mà bị từ chối cách đây là bao lâu rồi? Dạ hồi Tết nè, xong rồi sau đó em quyết định em tham gia chương trình luôn. À vậy đó. À, bạn trai Phát nghe bạn gái kể chuyện như thấy thương dễ sợ không Phát? 7 dạ. năm cuối cùng tỏ tình ta từ chối, trời cái anh nào mà ở ác nhân ghê luôn trời. Phát thấy sao Phát? Dạ theo em là tỏ tình là như vậy thương vậy là chịu liền chị. Phải không? Vậy Phát có mấy mối tình rồi hay là có yêu đơn phương ai chưa? Dạ em thì có 2 mối tình chị, nhưng mà chia tay cũng sớm lắm chị.
Tới nay là ế 4 năm rồi. Ở trong công ty dược thì rất nhiều bạn nữ dễ thương, tại sao mình cũng lựa chọn? Dạ, làm bên sale thì đa số là nam không anh? Nữ thì đa số là văn phòng thì nhiều, nhưng mà lập gia đình sale phải đi nhiều, phải quan hệ ngoại giao trực tiếp rất là nhiều. Dạ. Bạn không tìm được đối tượng nào cho mình à? Dạ, tại vì nhà nó cũng hơi là phong kiến về cái độ tuổi một chút. Tuổi là phải tuổi thìn hoặc là tuổi tỵ. Chọn tuổi thìn và tuổi tỵ hả? Em tuổi gì khoan, xí xí tuổi gì? Dạ em tuổi tỵ. Rồi, được. Được. May quá. Chọn phải không? Chọn đúng không? Dạ dạ. Nếu mà gia đình không chịu thì em cũng không chịu luôn hả? Dạ. Trời đất ơi. Rồi bây giờ em với người yêu em yêu nhau 9-10 năm rồi. Bây giờ gia đình đi coi không phải tuổi thìn, tuổi tỵ, tuổi thân đi. Rồi sao? Lúc đó thì mình cũng như là không có duyên thôi anh. Tại vì ở nhà nhai nhức đầu lắm. Trời đất ơi. Thì thôi bây giờ là coi như quen ai trước tiên hỏi tuổi trước được. Hắn tới không được thì thôi khỏi mất công đúng không? Dạ đúng rồi chị. Mà thôi bên nay đều được mà, cái này hôm hợp nay mà. Được rồi, nhưng mà vấn đề nghĩ mà bây giờ đến thời buổi này mà còn quan niệm mà tuổi phải bắt buộc hợp với nhau thì bây giờ mà thìn với tỵ chỉ có kỵ Long Dương thôi chứ kỵ gì giờ. Em chết rồi còn kỵ nữa, mệt ghê luôn á. Giờ là quyết chí lấy chồng chưa? Dạ cũng. Bao lâu nữa đám cưới được? Dạ càng sớm càng tốt. Thôi cho bây giờ tuổi tác là ổn rồi, bây giờ nói cái mẫu người lý tưởng của nhau đi. Bây giờ mẫu người lý tưởng của bạn nam là sao nè? Dễ nhìn, hiền với thật thà, trung thủy. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ cỡ mưu lê đâu nhá. Trời ơi. Dạ em nói chơi thôi chứ quan trọng là hợp nhau. Cỡ miêu miêu được không? Bên đây thì tóc thì giống miêu lê rồi đó, mặt giống miêu miêu, nhưng mà được cái đây trung thủy à. Đơn phương mà 7 năm là biết trung thủy cỡ nào rồi. Bạn có đặt ra tiêu chuẩn bạn trai như thế nào không? Dạ mẫu bạn trai của em thì về ngoại hình thì cũng dễ nhìn được rồi, còn tính tình thì vui vẻ hoạt bát, nhưng mà đôi khi cũng nên có chút lạnh lùng chút, biết cách giao tiếp, quan tâm chia sẻ với mọi người và với em nữa, và đặc biệt là phải tôn trọng em và gia đình em. Rồi cao thấp về sao? Cao hơn em được rồi anh. Tóc tai có yêu cầu gì không? Dạ có tóc là được rồi anh. Chắc không? Dạ. Mỗi lần mà anh Linh anh hỏi câu nghe đó, câu này tôi mừng dễ sao mừng luôn vậy đó. Bây giờ tôi lo cái vụ này nè, mừng ghê luôn. Trời ơi dễ thương quá. Đây là có tóc gì? Có cũng vài cọng thôi. Ôi. Há miệng mắt hoài, em nói có tóc là được rồi. Kệ em sao chị, cái gì về cho gọi đầu mọc tóc lại cũng được. Mọc gì nổi. Em không thích đàn ông như thế nào? Gia trưởng, có tính đàn bà, với lại nói nhiều mà không làm được bao nhiêu, với lại thích khoa trương nữa. Có tính đàn bà không? Dạ không. Có tính đàn ông không? Dạ không. Có gia trưởng không? Dạ không luôn. Rồi, được, có mẫu hình nào không? Dạ anh. Anh hả? Dạ. Trời ơi, chết. Anh kia trẻ hơn anh. Dạ. Anh hiền khô à? Em tin anh á. Thiệt mà, hiền. Ngồi nói chuyện với anh nãy giờ hiền khô à. Yên tâm ha. Bên bển nhà trai người ta binh nhau, em không tin chị mà em đi tin ảnh. Cơ hội cuối cùng về ngoại hình, có không thích cái gì nữa không? Đừng đụng chạm tới tóc tai nữa nha. Họ bỏ cái vụ tóc qua bên rồi đó. Dạ cao, cao hơn em, cao khoảng 1m65. Vị trí đó hết sức nhạy cảm. Cao 1m65. Dạ em chào chị. Anh cao nhiêu? Dạ 1m65 ạ. Vừa đủ 1m65 luôn. Có gì nữa không? Tứ chi bình thường. Tứ chi có bình thường hả? Dạ bình thường. Đứng lên, đứng lên kiểm tra coi. Đi tới lui. Tứ chi thì bình thường mà không biết có cái gì không bình thường không. Anh có tật xấu gì không? Em hơi nóng tính chút xíu nhưng mà mau nguôi lắm chị. Dạ hả? Lúc nóng tính nhất là mình sẽ làm gì? Nhai nhai chút thôi à. Nhai nhai là sao? Cằn nhằn nói rồi thôi. Là cái đó tính đàn bà đó. Thì nói hoài. Bỏ, bên này không có thích tính đàn bà. Bỏ nha. Thà đọc cái rồi xong chuyện chứ. Đàn ông mà mình cằn nhằn đâu có được. Đúng không? Không thích bạn nữ ở điểm gì? Xe xua quá mức. Nhưng mà nữ phải đẹp chứ, ra đường phải chân diện chứ. Có nghĩa là không phải, có nghĩa là tin quá chứ. Xong mình xong rồi. À, cái này để con. Mình vừa nãy thấy xăm trên trán hận anh gì. Chết rồi, thôi rồi. Người ta du di được cái tóc của mình thì không lẽ mình không du di được cái hình xăm của người ta? Xăm này ít hơn thì được. Nhưng nhỏ nhỏ thôi chứ. Dạ, dạ. Được không? Dạ, được, dạ, được. Thôi vậy cũng được. Em có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em và hai bạn đồng nghiệp. Chào anh Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ chào cô. Dạ tôi là mẹ của Phát. Dạ từ Đồng Tháp lặn lội tới đây đặng tìm dâu. Dạ. Cháu đây là cũng vừa ý rồi. Bác thấy cặp này có thể là được thích ứng được với nhau bao nhiêu phần trăm bác? 100% đi. 100% luôn hả? Trời ơi. Dạ rồi, cảm ơn bác cô. À mình có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ với em gái với lại cũng đông lắm, với người thân họ hàng. Đâu à, ai đi theo nhà gái mình giơ tay lên cái coi. Chào anh Quyền Linh và dạ. Chị Cát Tường. Dạ
À, về tính cách của cháu ở đây nè. Được. Giờ hai trẻ lấy nhau cô ủng hộ không? Ủng hộ. Dạ. Hai bà mẹ hôm nay mẹ dễ dữ vậy. Thôi hai bà xui lại bắt tay nhau một cái đi. Hai người. Có hai bên nói gì đi. Cũng gặp gỡ chị đây là cũng niềm vinh hạnh của em. Dạ. Hai bác hiền quá. Có em gái hai đâu, ai phát biểu rồi. Em là em ruột của chị Tuyền. Theo em nhận xét thì anh cũng hiền, chững chạc. Có một điểm em chưa được cho lắm là đàn ông cần phải có chính kiến chứ đừng có nghe lời gia đình quá. Đúng rồi. Dạ, để sau này ví dụ như mình có cuộc sống riêng thì có gì mình phải quyết định. Không lẽ thì suốt ngày cứ hỏi vợ không được rồi đi hỏi, chạy phải chạy về hỏi gia đình. Bàn thì cũng được nhưng mà chủ là mình phải đưa ra quyết định cuối cùng á. Thì em nghĩ như vậy đúng thì rồi, nó tốt đó. Hơn. Dạ em... Nói đi, anh nói với em gái kìa, dạ gì? Đương nhiên rồi em, tại vì cái đó là nghe lời tuổi tác thôi. Còn cái quan điểm lập trường của anh thì rất vững ạ. Làm sale cũng lanh lắm em, bạn nên rung đó. Nói vậy thì không có gì để... Em yên tâm rồi ha. Dạ. Rồi, cảm ơn hai gia đình. Rồi. Bây giờ cho đôi trẻ gặp nhau. Kéo màn. Mình sẽ có 2 phút để giao lưu với nhau và quyết định. Bắt đầu. Anh có món quà gửi em. Dạ, cảm ơn. Anh thấy em sao? Em dễ thương. Dạ chắc. Cảm ơn anh. Thấy gì nữa không? Nhân viên kinh doanh mà lanh lắm anh. Gặp em luôn. Ví dụ như lấy nhau rồi em tính về ở đâu? Tại công việc của em thì em làm ở thành phố Hồ Chí Minh rồi thì nên em cũng muốn ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Mà nếu mà mình anh nếu mà anh ở nhà chung của công ty thì mình có thể thuê nhà ở rồi có thể cùng nhau lên xây dựng kế hoạch để có thể tạo dựng một cái không gian riêng của mình. Gia đình mình thì thường là kinh doanh cái gì em hay là buôn bán gì không? Ba mẹ em bán phở luôn tại nhà. Anh cũng thích ăn phở lắm. Nói vô trời ơi. Gì ông nhìn đâu kiếm cái gì ở dưới đất không vậy, nhìn thẳng vào mặt bạn gái coi. Là bạn nam bán gì giới thiệu luôn đi. Dạ nhà em bán gạo chị. Vậy là không có sợ đói không? Không có lo đói anh. Anh có gì không? Có gì hát tặng em gì không? Ờ kìa, có hát tặng em bài gì đó kìa. Anh không hát em hát nha. Rồi em hát trước. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em. Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài. Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Thôi bạn Nam. Nhìn nước mắt em đã rơi vì ai mà lòng anh cứ đau thật lại. Giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn. Nào ngoan nhé, nghe anh một lần thôi. Bây giờ mình hát giao lưu nhau rồi, bây giờ mình nói một câu gì thật tỏ tình, thật lãng mạn. Nếu có cơ hội thì mình trao cơ hội cho nhau nghe em. Nói chung là gặp anh ở đây cũng là một cái duyên rồi. Còn cái nợ là do mình tạo. Đúng rồi. Cái nợ tự mình mượn tiền. Các bạn có 3 tiếng đếm để quyết định. Quan trọng nha. 1 2 3 Hết thời gian. Thôi mình nắm tay bạn gái đi. Cảm giác thế nào bạn trai? Dạ ấm hơn. Rồi đây là những chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Chúc hai bạn sẽ tiến tới hạnh phúc một ngày sớm nhất. Rồi mời hai bạn xem phim. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Cắn cấp và giới tính rõ ràng. Gì đó không hôi nách rồi. Hả? Không hôi nách rồi. Không bị hôi nách rồi. Không để râu. Không đi râu. Thấy ai mà để râu em cứ tưởng nó tuổi cả bay. Trời ơi. Mời bạn Nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời bạn giới thiệu về mình. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể mọi người. Em tên là Võ Thành Nam, 27 tuổi, quê gốc ở Bến Tre.
và hiện tại sinh sống tại Bình Phước. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Em làm ở Bình Phước luôn hả? Dạ không, em đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, học tập là quê Bình Phước. Dạ. Bây giờ sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi, đó là sự lý lịch trích ngang của đàn trai. Mời em gái. Dạ, em xin chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Em xin chào MC Cát Tường và xin chào MC Quyền Linh và xin chào bạn nam bên kia ạ. Rồi, em tên gì? Dạ, em tên là Trần Nhật Thảo Vi. Thảo em, Vi. Dạ, em sinh năm 1993. Em sinh ra tại Kiên Giang và hiện đang làm kỹ sư phần mềm tại công ty DEK Technology ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, quận mấy em? Dạ, quận 1. Rồi, mình ở quận 3, làm việc quận 1. Dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em hòa đồng, dễ tiếp xúc thân thiện. Với lại cũng thích tham gia các hoạt động từ thiện với các hoạt động xã hội. Rồi, còn điểm yếu của mình? Dạ, điểm yếu của em là em nấu ăn không có được ngon. Rồi, em trai, em điểm mạnh điểm yếu của mình thế nào? Dạ, điểm mạnh của em là có thể chơi hầu hết tất cả các môn thể thao như là bida, bóng bàn, cầu lông. Có bida trong nói hồi lộn với chơi đánh bài nữa mệt. Không mà em không có hút thuốc gì là không đánh bài, không uống rượu luôn. Dạ, dạ không uống rượu, chỉ có uống bia. Rồi có tài lẻ gì không? Dạ em biết làm thơ với lại giải giọng cho Thanh Trì. Làm thơ? Dạ. Giải giọng luôn? Dạ. Rồi bây giờ thử cái coi, làm thơ gì? Dạ em xin gửi bài thơ đến toàn thể mọi người. Bao ngày hẹn ước chào dân, tình yêu ấp ủ một tuần trong tim. Bấy lâu đăng ký chương trình, những ngày anh đợi ghi hình cùng em. Từng đêm nhung nhớ đầy vơi, mơ về em đó khoảng trời bình yên. Sầu vương lòng trót ưu phiền, thầm thương trộm nhớ cô tiên là nàng. Muốn chung một mối tình lang, xin em đồng ý thiếp chàng sánh đôi. Mình yêu nhau nhé em ơi, nguyện thề suốt kiếp, trọn đời bên em. Hay quá anh ơi. Hả? Hay quá. Hay quá hả? Dạ. Trời ơi, phải chi mà. Bơ thấy nàng tiên ở bên kia đó. Đó, hay quá. Để hồi qua coi bên đó tiên gì đây. Tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào. Hả? Dạ. Lúc em còn đi học thì mẹ em nói tập trung học đi, để sao nhãn việc học. Tới chừng đủ tuổi đi làm rồi thì mẹ em nói mới vô làm à, từ từ đi, tập trung làm. Bây giờ cũng hơi lớn rồi. Nhưng mà không lẽ em không có yêu thầm ai, không có thích ai, rồi trong cơ quan làm cũng không ai theo đuổi mình? Em không thấy luôn á chị. Không thấy luôn. Trời ơi, sao khó vậy cô? Kỳ vậy ta. Đàn ông trai quá trời mà không thấy ai luôn hả em? Em không thấy ai đeo đuổi em á anh. Không, trời ơi dễ thương quá. Không thấy ai đeo đuổi hết. Dạ. Nhưng mà em có cảm thấy rằng em thích một cái người đàn ông nào đó chưa? Dạ chưa luôn. Trời đất ơi. Em có cảm giác rằng em thích con trai không? Chưa thích ai sao biết được anh? Chưa em biết. Có cảm giác rằng em thích con gái. Cũng chưa biết luôn. Trời đất ơi, cái gì cũng không biết hết trơn vậy, ca này khó à. Hoang mang quá. Dễ thương quá vậy thiệt á. Dạ em cảm ơn. Trời ơi, đàn gái hơi bị được á nha. Đàn trai là trải qua tình trường như thế nào rồi? Bên đây là còn trinh nguyên luôn đó. Dạ. Dạ em trải qua 3 mối tình. Trời ơi, 3 mối rồi. Nhưng mà 2 mối tình trước là mối tình của học sinh sinh viên còn trẻ trâu á. Bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào nè? Dạ em muốn tìm một bạn gái là về ngoại hình là cao 1m55 trở lên. Được, được chưa? Tóc dài. Rồi gì nữa? Dạ giới tính rõ ràng. Cái này chưa rõ. Cái này anh không biết nha. Cái này một hồi em tự hiểu nãy giờ anh giao lưu rồi đó. Em nghe em kiểm tra đi nha. Một hồi qua kiểm tra thử coi sao. Rồi giới tính rõ ràng. Còn gì nữa không? Không hôi nách à. Hả? Không hôi nách à. Hả? Không hôi nách à. Không bị hôi nách à. Sao vậy anh Linh? Nhà trai sao vậy? Thẳng dữ vậy? Sao mà em kỹ hay sao em thẳng thắn như vậy? Dạ người ta nói là không có gì làm tình yêu xa cách mà chỉ có hôi nách làm xa cách tình yêu. Bậy anh ơi. Trời ơi chết rồi, con gái tôi đẹp như thế này, yên tâm đi, không có cái gì hết trơn á. Có là nãy giờ đây bốc mùi rồi. Bây giờ hỏi em gái nè, em gái muốn tìm người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn cao một chút, khoảng 1m65 trở lên. Bên kia cao nhiêu? Dạ em 1m70 rồi. Được. Dạ được. Không để râu. Không để râu. Dạ. Ủa để râu có mắc mới gì không? Dạ tại hiện tại ba em đang để râu á, em nhìn thấy
Ai mà để rau em cứ tưởng là tuổi cả bay. Trời đất ơi, có cặp này có vẻ chưa gặp mặt tôi thấy xứng rồi đó. Giới tính dạ. Rõ ràng hả? Dạ. Thì em là rõ ràng không? Dạ rõ ràng, em men rồi, men liền. Rồi bây giờ bao lâu thì em sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ 6 tháng đến 1 năm mà. Em chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chưa? Dạ em có dạ, nhà với Bình Phước rồi. Có nhà nhà riêng dạ. Luôn? Dạ không, nhà chung với ba mẹ. Tại vì em phấn đấu là vài năm nữa sẽ em sẽ về quê, sống ở quê luôn, ở Bình Phước luôn. Về Bình Phước được không? Dạ xa quá, nhưng mà chắc nếu như bạn nam bên kia tính tình tốt chút thì em sẽ suy nghĩ lại. Cũng ráng. Cũng ráng. Thôi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ, em gái với đồng nghiệp. Rồi cho chị gặp mẹ em. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào Cát Tường. Và xin chào tất cả các khách mời ở trường quay. Và chào chắc cô là mẹ của Thảo Vi. Thảo Vi thì cũng hiền lắm đó, mà cũng khờ nữa. Năm nay là 25 tuổi rồi mà gia đình cũng sợ cho cháu có bồ có bịch. Từ cái ngày đi học tới giờ là cấm dứt khoát không cho bồ bịch, mà ra đi làm cũng vậy, con cố gắng làm đó, tại vì con có sự nghiệp trong tay rồi thì cái gì cũng được à. Mà cô nhận xét thì thấy em trai bên đây cũng được, bấm nút thì là cái đó là do con, chứ còn mẹ thì thấy cũng được. Dạ nếu con dâu con gái mình đi về Bình Phước làm dâu cô thấy không, được mà, không cô? Nếu mà có chồng thì phải theo chồng. Dạ đó, ai cũng vậy. Dạ vậy dạ, thì tốt mẹ quá, dễ quá ha. Dạ cảm ơn cô. Em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với thầy hiệu phó của trường cấp 3 và mẹ và chị gái cùng à. Bạn bè. Lần đầu tiên cho phép chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Cùng toàn thể quý vị khán giả ở trong trường quay. À, tôi là mẹ của bạn Nam. Tôi cũng đam mê cái chương trình này lâu rồi. Dạ. Lâu lắm rồi, bao nhiêu dạ. Năm rồi. Nhưng hôm nay được lên chương trình. Dạ. Tôi quá vui. Thì bây giờ nhận xét về bên bạn gái thì mẹ thấy là bạn gái bên này thì rất là dễ thương. Bấm nút thì các con tự quyết định. Chứ còn mẹ thì mẹ thấy là ok, okay. Rất là ok. Mẹ ok là được rồi. Xin hết ạ. Cho em... thầy hiệu phó có nói gì không? Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Xin chào tất cả các cô chú, các bạn đang có mặt ở trường quay. Thì tôi là trước đây là giáo viên dạy em Nam năm lớp 12. Suốt 9 năm qua thì thầy chỉ nói với bạn nữ là một cái điều rất là ấn tượng ở Nam là rất là nghĩa tình. Có nghĩa là dù xa trường rồi, xa lớp rồi, xa thầy rồi, nhưng mà năm nào cũng về thăm thầy hoặc vẫn liên lạc. Và trong cái tình cảm của con người chúng ta thì cái quan trọng nhất là cái nghĩa tình. Còn như mẹ Nam nói thì cái bấm nút là tùy các em. Nam ơi, bạn nữ bên này rất là dễ thương. Ok. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy mở hàng rào ra để cho hai bạn trẻ gặp nhau nha. Cố gắng lên đây Nam. Mở cửa. Cô gái rất xinh xắn đấy. Mở cửa trái tim. Có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em có thể mở món quà đó. Đứng kế bên coi hộp, ông Nam đứng sát bên. Sát bên. Cái gì vậy? Tặng đôi dép là sao? Lần đầu tiên tôi thấy tặng bạn gái đôi dép mẫu. Cái này em tặng để có ý nghĩa là nâng niu bàn chân của bạn nữ. Trời đất ơi. Nâng niu hả? Sao dép này giống dép lấy của tôi quá vậy? Dạ em. Dạ. Dạ anh Linh nhiều dạ, dép em lắm. Em là fan hâm mộ của anh Linh à. À dạ. Dạ em thấy ý tưởng này em lấy từ ý tưởng thấy anh hay mang đôi dép tụi ông á. À. Nên em tặng. Ồ vậy hay đó em, dép hay đó em. Thử đi. Nếu gì giày dép màu hồng mình phải tặng đôi dép tổ ong. Đặc biệt. Độc lạ. Dạ dạ đó. Ấn tượng phải không? Dép màu hường tặng cho em. Nói chứ quà này quà hiếm đó em ha. Dạ. Nó lạ, độc, còn tặng thì mấy kia bình thường nữa ha. Dạ. Rồi, hai bạn đứng gần nhau để coi xem mọi người thấy có hợp lý không? Thấy có gương mặt phu thê không? Được đấy, cô gái được. Dễ thương lắm. Rồi, hai bạn về vị trí đi. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Em cảm thấy anh như thế nào? Dạ, ngoại hình sáng sủa rất là... có được ạ. Cảm ơn em. Dạ. Thì anh cũng thấy em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh. Tính tình của em thì hơi hiền, với lại ít quan tâm tới vẻ bề ngoài của mình lắm. Anh có ý kiến về việc đó gì, gì đó không? Không, em thì cũng không quan trọng lắm về ngoại hình lắm.
cảm ơn anh về món quà. Dạ, hôm nay em cũng có chuẩn bị một món quà tặng cho anh, tặng cho khán giả và hai MC ạ. À. Dạ, em xin được hát một bài ạ. À. Dạ, hát một khúc thôi ạ. À. Dạ. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới. Tay nắm tay chẳng cách rời. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói cảm ơn với gió trời. Để những giấc mơ tự do bay mãi xa. Tay nắm tay về muôn nơi. Dạ em xin cảm ơn ạ. Mọi người thích ạ. Hay quá. Anh trai. Thôi bây giờ nè, đừng có hát nữa. Bên kia hát được rồi. Em gì đó, giả giọng hả? Châu Thanh Trì hả? Làm cho bạn nữ vui thử cái gây ấn tượng nào. Dạ, tiểu muội à, tiểu muội có bằng lòng về phước làm dâu của má ta không đó hả? Đối với ta tiền bạc không thành vấn đề đâu. 2 tờ 500 ta coi như 1 ngàn thôi. Tiền bạc chỉ là phù du thôi. Quan trọng đối với ta là không được hôi nách. Người ta nói không có gì làm tình yêu hôi nách. Chỉ có hôi nách. Chỉ có hôi nách làm sao cách tình yêu. Ám ảnh cái vụ đó lắm hả? Đó gì gặp vụ đó nhiều lắm rồi hả? Chắc dạ. Có gặp rồi nên nè mới vậy chứ. Thôi vô chuyện tình yêu đi kìa. Dạ, dạ. Cắt từ đây cái vụ đó. Rồi. Bây giờ mình vô chuyện tình cảm nè. Có một vấn đề nó muốn hỏi là nếu như anh có thể đi chơi với em với bạn bè của em được không? Cái đó thì không thành vấn đề rồi. Cái đó thì anh cũng anh vui vẻ mà, tính tình anh vui vẻ hòa đồng mà. Tại em cũng có một nhóm bạn hay rủ nhau về nhà nấu ăn nữa. Thì em cũng muốn là có một người để đi chung với mình. Tại vì anh cũng biết nấu ăn, anh cũng biết nấu một số món ăn á. Em thì chỉ có thể phụ bếp, rửa rau thôi. Rồi nói chung đi, bên chàng trai này cũng có nhiều tài lẻ ha. Dạ. Rất nhiều tài lẻ, cũng biết nấu nướng, rồi chăm sóc. Đây cũng là một trong những người đàn ông gia đình. Vấn đề còn lại là bây giờ các bạn cảm nhận gì về nhau? Chúng ta hãy nhìn nhau 30 giây và sau đó nói lên những suy nghĩ của mình, những cảm nhận về người đối diện và đưa ra quyết định. Nào chàng trai, tiến tới gần và nói tất cả những cái gì mà nó động lại trong tim mình từ nãy giờ. Thì anh thấy em rất là dễ thương, thì mình cho nhau một cơ hội cho em nha. Đặt tay vào nút bấm đi em. Nó bấm đâu thì bấm cũng phải đi tìm chứ. Tìm người yêu cũng khó lắm á. Chứ không phải đơn giản là các bạn gặp nhau đâu. Có thể là 20 mấy năm trời các bạn chưa biết các bạn là ai, quen với ai. Nhưng ngày hôm nay các bạn đã gặp trên đây thì cái duyên nó gần như đã có rồi đó. Phải kiểm tra lại con tim của mình một lần nữa xem chúng ta có phần với nhau hay không nha. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. À. Chúc mừng. Hai em. Tay nhau nào. À, bắt đầu từ giờ phút này. Giờ phút mà có thể sau này các bạn sẽ ghi nhớ, đó là các bạn đồng ý hẹn hò với nhau trước mặt quan viên hai họ. Vâng, chào cô. Dạ, con xin hứa là sẽ chăm lo và quan tâm cho em, yêu thương em hết cuộc đời. Bây giờ xin bác, con gái chưa bao giờ có nụ hôn đầu đời luôn đấy. Bác cho phép cháu được hôn em. Đó, thấy đó, chưa? Thấy. Đẹp đôi lắm á. Chúc hai bạn thật nhiều hạnh phúc. Và đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đến đó xem phim để hiểu nhau nhiều hơn và yêu nhau nhiều hơn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối.
Nếu như hai bạn lấy nhau thì quà tặng dành cho hai bạn đó là một chiếc Smart TV Akino tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng sẽ thuộc về hai bạn. Quà tặng dành cho hai bạn, mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi hai bạn mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc gửi tặng hai bạn. Và đây, nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ nhận được ngay một máy lọc nước Yakio trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Cảm ơn hai bạn, chúc hai bạn hạnh phúc nha, cố gắng báo tin vui cho chúng tôi thật sớm. Rồi, nắm tay bạn gái đi đi nào. Rồi. Trời, người ta nghĩ là bị biến thái. Hả? Gì ghê vậy? Nhìn vô mông người khác. Còn em có sở thích gì? Nhìn đuôi người khác. Nhìn đuôi hả? Đi bừa bừa thì càng tốt. Một cặp đôi rất là đẹp đúng không quý vị? Và hy vọng rằng họ sẽ sớm báo tin vui cho chúng tôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Mời bạn Nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Rồi, mình giới thiệu về bản thân đi em. Dạ, em xin chào quý vị khán giả, chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào em. Và bạn trai nhà kế bên. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh, họ tên đầy đủ là Lê Thị Thanh, sinh năm 1987. Em đang sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Em làm công việc gì? Dạ, em đang là thiết kế gặp cho một công ty giày. Mình ở Vũng Tàu nên đây tham gia chương trình luôn hả em? Dạ, đúng rồi chị. Rồi, mời bạn trai. Trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Chào tất cả quý vị khán giả. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Lê Quang Trung. Năm nay 34 tuổi. Đến từ Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Ồ, hay quá. Trùng hợp rồi ha. Hiện đang công tác tại công ty điện lực Bà Rịa Vũng Tàu. Anh ơi, anh ở huyện nào với anh? Ở Xuyên Mộc. Em ở Châu Đức anh. À chà. Ôi chừng có bà con không đó. Không có gặp lên người hỏi vòng vòng thành bà con đó. Anh ơi, anh quê gốc ở đâu với anh? Anh quê gốc ở Quảng Trị em. À, vậy là chắc không bà con rồi. Tại rồi. Em quê gốc ở Bình Định. À vậy hả? Vậy là chắc rồi ha. Rồi, ưu điểm khuyết điểm là gì nè? Ưu điểm của em á thì có thể biết nấu ăn, may vá, còn có thể cắm hoa. Và một cái nữa là nhiều khi là tư vấn tình yêu, mặc dù là tình yêu của em thì chưa đi đến đâu. À, tư vấn cho người ta luôn. Ghê quá. Dạ. Rồi, còn khuyết điểm của mình là gì? À, khuyết điểm của em thì không có cảm thụ âm nhạc chị. Có thù với âm nhạc? Không cảm thụ được, tức nghĩa là em nghe thì em biết hay đó, nhưng mà cái em thuộc thì em không bao giờ em thuộc được hết. Từ đó đến nay em thuộc được bài. À. Em sẽ hát bài một đoạn ở trong bài đó. Rồi, em hát đi, hát đi. Vượt ngàn dặm xa người đến đây với mảnh đất này, đâu biết con đường ngày mai ra sao, nhưng tin số phận chẳng lẽ nào. Hát ít thì mình đi lạc ít, hát nhiều mình đi lạc nhiều. Dạ đúng rồi chị. Âm đúng nhạc rồi. Với em không có bà con thì đừng lo. Dạ đúng rồi anh. Rồi bạn trai, bạn có bà con với âm nhạc không? Dạ còn có chút có ai đâu làm câu thử coi giống bên kia không? Dạ xí em nhờ mang lên em hát được không? Rồi chút hát cũng được. Dạ em có những ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm của em thì sống tình cảm, hay quan tâm chia sẻ với người khác, nấu ăn được và chơi được tất cả các môn thể thao. Trước kia em cũng học thể thao ra. Tốt. Dạ. Tốt quá. Có cái tật xấu, khuyết điểm gì không? Tắm hơi nhanh nên cái gì? Tắm nhanh hả? Dạ tắm chừng nhanh là bao lâu? 2 phút chị Tướng ơi. 2 phút mà tắm sao tắm trời. Dạ chừng 2-3 phút làm xong thôi. Tao em diễn tả thôi, em vô nhà tắm làm gì có 2 phút em ra. Thì em vào nhà tắm xong cởi áo quần ra xong vậy là hết 2 phút rồi còn gì nữa. Cởi áo quần ra xong mặc vô gì. Đâu em làm thử, em đứng về em làm thử sau 2 phút rồi. Bấm đồng hồ 3, 2, 1 bắt đầu. Trời ơi. Trời làm gì dạy giặt ơi. Vậy tắm 2 phút ra chắc xà bông còn nguyên quá à. Sở thích của em là gì? Em thích trồng hoa, đặc biệt là xương rồng à. Và thích đi du lịch
Cái mục tiêu của em năm nay là sẽ đi Sapa và hy vọng là lên đây tìm được người đồng hành. Em trải qua mấy mối tình rồi? Nếu mà tính ra mà chính thức á, thì chưa có mối tình nào. 31 tuổi chưa mối tình nào hết trơn. Dạ. Ngoài những cái sở thích đó, có em có cái sở thích gì đặc biệt không? Sở thích đặc biệt là ví dụ như thế nào vậy? Ai biết em? Không, em có một cái này không biết là phải là sở thích của em, nhưng mà khi em nói ra thì sợ người ta nghĩ là bị biến thái. Hả? Gì ghê vậy? Dạ, em thích nhìn vô mông người khác. Khi người ta mặc quần jean. I'm sexy and I know it. Sở thích gì kỳ lạ vậy trời? Sao? Mông anh Linh sao? Cái này là do cái bệnh nghề nghiệp chị. À, ủa sao em làm gì mà bệnh nghề nghiệp nhìn mông người ta? Tức nghĩa là em là học công nghệ cắt may ra. Và em làm bên sản xuất quần jean anh. À, cứ thấy quần jean là nhìn thôi. Ủa dạ. Nhưng mà em nhìn như vậy em có thể biết được số đo không? Dạ, cũng có thể xê xịt chút xíu anh. Biết được tính cách con người không? Thì nói chung là chị nhận xét được khoảng 50 thôi. Còn 50. Cái mông liên quan gì tới tính cách con người? Không chị, có nhiều khi có liên quan đó chị. Mông càng bự là người đầy tình cảm. Mông mà hơi lép là người khô khan. Mông vừa vừa là con người nhẹ nhàng, dịu dàng. Mông mà không có gì đó là căng mông thẳng cô lắm. Em đứng lên coi mông cái coi. Chính sức qua đây kiểm tra mông. Trời ơi, mông kỳ ơi. Ông ấy chú cái mông ra chứ ông làm gì vậy? Đó. Đó. Mông ấy đó. Này khổ mấy em? Này mông đó hơi lép à? Đúng là hơi lép. Nếu mà quần rinh thì khoảng size 29 thôi. 29, đúng luôn. Đúng luôn. Đúng luôn, trời ơi, quá xuất sắc. Nhìn mông đoán đúng luôn, hay. Đoán sơ sơ rồi tính cách ảnh thế nào? Em thấy là một người có thể là biết quan tâm, chia sẻ người khác. Mông lép, sao đoán chọc với anh Linh vậy? Nên là anh Linh nói là anh Linh tự đôn Linh lên một chút. Tự đôn. Bên kia coi như là có sở thích nhìn mông người khác. Còn em có sở thích gì? Nhìn đuôi người khác. Nhìn đuôi hả? Không thấy đuôi. Bên kia tình trường sao? Bên này người ta chưa có mối tình nào đó nha. Em ỉ 16 năm rồi. Là trước 16 năm có chưa? Dạ, trước 16 năm thì cũng có quen một người sơ sơ cảm nhận cảm tin vậy thôi chứ không có yêu. À, vậy là có nghĩa là cũng chưa có một mối tình nào chính thức hết. Dạ chưa chị Tương ơi. Ủa mà em có biết lý do tại sao mà em không có bạn gái không? Dạ em hơi nhát gái. Thì lo nhìn đùi người ta không. Rồi, bây giờ em thích tìm một người bạn gái như thế nào nè? Dạ, một người bạn gái của em thì cao từ 1m50 đến 1m55 được rồi. Rồi, gì nữa? Dạ, đùi bự bự thì càng tốt. Đùi hoài vậy rồi, tiếp gì nữa? Dạ, tính vui vẻ, hoa đồng. Vui vẻ. Em thích một người bạn gái, chào chị, cá tính một tí. Nếu như mà ưng ý thì chừng nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ, nếu ưng ý đẹp nhất thì cuối năm nay là cưới rồi. À, mình đã có dự kiến có nhà riêng rồi này kia chị bao lâu nữa? Thì em cũng tích cóp mua được một miếng đất ở dưới. Vậy thì tốt quá, lấy nhau về vợ chồng cố gắng làm ăn, cái mình xây nhà lên là mình an cư lạc nghiệp ha. Dạ, bỏ vào đây là mình thấy rồi chút xíu nữa rủ bạn gái ha. Ha, dạ. Có điều gì em không thích ở bạn gái? Dạ không thích bạn gái ở dưới. Em mới tắm 2 phút em mới ở giờ đó. Bên đây tắm bao lâu cưng? Dạ nếu mà gọi đầu luôn thì chắc cỡ 1 tiếng. Tiếng mấy ngày tắm 1 lần? Dạ ngày nào cũng tắm với chị. Đó, ngày nào cũng tắm 1 lần 1 tiếng. Dạ. Được chưa? Dạ rồi, chị thấy cặp này ổn đó. Em gái muốn tìm mẫu người bạn trai hay sao nè? Em muốn tìm mẫu người bạn trai thì cao trên 1m65. 1m65 có. Mập một chút chị. Em thấy mông rồi sao mập được? Đó là mong muốn anh. Mong muốn mập không? Dạ đúng. Phải rồi, phải nuôi thôi. Rồi gì nữa? Biết quan tâm và chia sẻ, đừng có tính chi ly quá. Em có chi ly, có keo kiệt không? Dạ không anh. Anh đây dễ thương mà. Dạ. Rồi còn gì nữa không em? Em không thích mẫu người bạn nam á, để móng tay dài. Hãy đưa 2 bàn tay lên coi. Cắt hết rồi. Thợ điện là cắt sạch sẽ rồi. Dạ vậy được rồi anh. Rồi. Được rồi ha. Dạ. Dạ bạn trai đi với ai em? Dạ hôm nay em đi với bà ngoại, bố mẹ ở ngoài Quảng Trị vào, với lại cầu Di, với tất cả các đồng nghiệp của em ở dưới điện lực. Đi bao nhiêu người? Dạ tổng còn 22 người ạ. Trời ơi. 22 người.
Dạ, chào gia đình nhà trai. Con mời lực lượng đàn trai hùng hậu quá hả? Dạ, con chào cô. Đầu tiên tôi xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Và cô Cát Tường. Dạ. Và chào toàn thể khán giả trong trường quay. Tôi là người Quảng Trị. Dạ. Con tôi chăm chú gia đình lắm. Nó làm việc nhiều. Mà biểu nó yếu thì nó nói không. Đến tuổi 35 con mới cưới vợ. Bạn gái ở bên này thì mẹ thấy cũng cứng rắn mà cũng vui vẻ. Thế nói chung là hai con là tìm hiểu và cho nhau một cơ hội tốt nhất. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cho con thêm ý kiến ông ngoại đi. Cho con thêm ý kiến của ông ngoại. Xin chào tất cả các anh chị trong quân trường. Xin chào anh Cát Linh và Cát Tường. Dạ. Có cháu gái ở đây thì tôi thấy rằng là được. Rất là tuyệt vời. Dạ, cảm ơn ông. Cũng giống như các cháu hồi nãy á. Nhìn cái mong có thể đoán được, biết được là cái là số bao nhiêu. Dạ. À, thì riêng của ấy, tôi có thể nhìn cái ngoại hình và nhìn cách thức, tôi có thể biết được nội tâm và cách sống của con người đó như thế nào. Rồi, hay quá. Ông ngoại hay quá. Vậy là ông ngoại hợp với cháu dâu quá rồi. Còn về vấn đề là hai cháu thì cái đó là tùy. À, tại vì cái việc này là việc trăm năm. Khi mình mà đã không có hạnh phúc thì bất cứ một cái việc gì mình làm cũng không được. Ta cũng nên cố gắng tạo rất nhiều điều kiện cho những cặp như thế này. Dạ. Chương trình này rất là hay. Dạ, cảm ơn ông ngoại. Cảm ơn ông ngoại. Rồi, hai bên ủng hộ hết rồi ha. Anh Linh cho em xin ý kiến của bên đoàn thanh niên. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người ở trường quay. Thì em làm chung với anh Trung cũng được 5 năm rồi. Anh Trung thì tính tình rất là vui, rất nhiệt tình. Trung là người sống rất là có tâm. Bạn nữ á, thì thấy rất là vui vẻ, cá tính, rất lanh. Nghĩ chất thích hợp với anh Trung. Yeah. Nhưng cũng mong anh sẽ có được cái bến đổ cuộc đời anh. Rồi, cảm ơn bạn. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với em trai và hai bạn đồng nghiệp. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Rồi, chào chào toàn thể quý vị khán giả của trường quay. Dạ, em là em trai của chị Thanh. Thì chị Thanh ở nhà là một người rất là vui vẻ, rất hòa đồng và rất biết quan tâm tới gia đình và mọi người xung quanh. Ừ. Anh bên này thì là anh là một người rất là chững chạc và có công việc ổn định. Và theo em nhận xét thì hai người là ở gần nhau thì cũng là một cái điều kiện tốt để hai người có thể tiến tới và phát triển mối quan hệ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Đến chương trình hôm nay thì anh có bó hoa tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Đây là con heo đất, hy vọng sau này chúng ta sẽ là gửi gắm tình yêu vào đây để cho nó đôi ta sẽ hạnh phúc hơn. Em cảm ơn anh. À, đây là cây xương rồng, em rất là thích trồng xương rồng. Thì em hy vọng là cây xương rồng này sẽ là em và anh có thể vun đắp vào và có thể gầy thêm loại xương rồng khác nữa. Rồi, em cảm ơn. Chúng ta có mấy phút để trò chuyện với nhau. Dạ. Em quan niệm thế nào về tình yêu? Em nghĩ là tình yêu thì phải chia sẻ và quan tâm lẫn nhau. Và phải chung thủy. Anh vậy, gái xui già dối. Anh cảm nhận về em như thế nào? Nhìn em xinh gái, linh, có cá tính, khá là chững chạc. Dạ. Nếu mà được thì khi nào em tiến tới hôn nhân được? Nếu mà được thì phải trên 6 tháng hoặc năm. Cuối năm là ok phải không? Dạ chắc. Anh thích mang sinh mấy đứa con? Anh thì hai là đủ rồi. Nhà em rất là đông anh em, tới 7 anh em lận. Đúng rồi. Thì em rất là thích là trên 3 hoặc 4 người con. Trời ơi, nuôi nổi không? Chịu nổi không em? Dạ, cố gắng gì? Cố gắng hả? Dạ. Kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Kinh tế thì chắc chắn vợ sẽ là người quản lý thôi, trong mang tiền về cho vợ. Anh có thích đi du lịch không? Đi du lịch thì anh thích đi du lịch. Nhưng mà muốn đi Sapa một chuyến. Sapa, Lào Cai. Em có dự định mục tiêu của năm nay á thì sẽ đi Sapa vào cuối năm. Hy vọng anh sẽ là người đồng hành với em. Rồi, ok. Cặp này rất lanh. Anh đối đáp với nhau không cần MC luôn. Bây giờ không nói nhiều nữa. Hai bạn nhìn thẳng vào mặt nhau. Hãy nói cho nhau nghe cảm xúc của mình hiện tại. Chị Tương cho em hát một bài hát trước. Được, em tiến tới hát tỏ tình với bạn gái luôn. Hãy cầm chặt tay anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này. Và dìu em bước trên con đường dài phía trước. Đừng làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc. Dù anh đau, anh vẫn xin chấp nhận. Trời ơi, quá dữ, quá dữ. Lần đầu tiên có một người bạn trai đến với chương trình tự tin, mạnh dạn hát tỏ tình và hung tay bạn gái luôn.
kỹ, xuất sắc, mạnh dạn thôi chứ. Được. Hai bên bắt đầu để tay vào nút bấm. Hãy suy nghĩ thật kỹ, tìm cái nút đi. Tìm được nút bấm sẽ tìm được vợ. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình nha. 1 2 3 Hết thời gian. Đó. Quá mặt đi đâu, đi đâu, đi đâu, đi đâu, trời ơi. Hung luôn. Nhảy xuống luôn hả? Rồi hung luôn, hung luôn. Trời ơi. À, quý vị thấy không? Họ cùng ở Vũng Tàu, họ cùng ở một nơi mà có thể họ đã gặp nhau rồi nhưng mà cũng chưa bao giờ họ tiếp xúc với nhau. Ngày hôm nay thực chất trên chương trình Bạn Muốn Hò, họ đã chính thức có duyên với nhau. Đẹp đôi ha. Chàng trai hơi ốm chút xíu, cố gắng nuôi ha. Dạ, hơi tốn kém ha. Sắc lại là vừa đẹp. Giờ thấy mông sao rồi? Một cái mông là mình có vỗ béo cho nó bự lên được không em? Dạ, em nghĩ là nó phải có cái gì đó kích thích lên nữa vậy. Rồi, rất là dễ thương. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Và đây tặng bạn một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa, trị nám, đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối gửi tặng hai bạn. Một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino. Tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Và đây, mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Và đây, nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì các bạn sẽ tiếp tục nhận được một máy lọc nước Yakio trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đồng phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm đồng phú. Chú heo này phải ôm thật chặt nha. Dạ. Để về mà cùng bỏ ống để xây nhà nha. Rồi. Hãy vượt qua những khó khăn để đến với nhau. Hãy chúc các bạn hạnh phúc. Xin cảm ơn anh chị. Từ từ đặt bạn gái đi trước đi. Hả? Coi chừng rớt bể con heo. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta là của nhau. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ thì khán giả ngay tại trường quay cũng sẽ nhận được một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Nếu như các bạn có số thăm may mắn cầm trên tay trùng khớp với số thăm mà anh Nguyễn Linh sẽ bóc ngay tại sân khấu này. Các bạn hãy cầm phiếu trên tay của mình ra và chuẩn bị xem con số mấy nha. Rồi. Số mấy đây? Con số gì đây? Con số gì đây? Con số 60 hả? Hay đó. Số này chính là số 60 trừ 1 là 59. Đi đông quá mà. Đúng hả? 59. 59 đúng rồi. Rồi qua đây em trai ơi. Phần quà dành cho bạn khán giả may mắn nhất ngày hôm nay đó là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng đến từ Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Rồi, chúc mừng em. Và bây giờ thì khán giả truy cập vào trang fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò để có thể tham gia trả lời câu hỏi và có cơ hội nhận quà. Và quà tặng cũng là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng quý vị nhé. Hãy truy cập vào fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò ngay sau khi chương trình kết thúc. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đã cùng kết nối với hai cặp đôi và họ đã nhấn nút hẹn hò với nhau. Hy vọng tất cả mọi điều tốt đẹp và hạnh phúc sẽ đến sớm đến với họ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất quen thuộc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị mà hãy theo dõi chương trình và nếu như bỏ lỡ tập nào, chúng ta có thể theo dõi lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV và đừng quên nhấn subscribe. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Smart Hair viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
em đã trải qua 3 mối tình rồi. Nên là khoảng 2 năm em quen rồi. Em mới tìm hiểu thôi, nhưng mà cảm giác như là hai người không hợp nhau á. Nên là chúng em đã dừng lại và vẫn là bạn bè. Em nghĩ giống cậu. Trời, bạn gái mà giống cậu. Mối tình gần nhất của em đây là được gần 3 năm. Em chỉ có một mối tình đơn phương năm lớp 10 thôi. Em đặt yếu tố đầu tiên ở một người phụ nữ đó là chính là sự chung thủy. Cái chuyện đó cũng xảy ra một vài vấn đề. Chuyện đó là gì vậy em? Cái em sốc xong cái em mới nói là em không thích ai trước hết giờ. Trời ai ơi, giờ. 15:20 Chủ nhật trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.